Chào mọi người, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái công cụ khá là thú vị của Google, đó là Google Earth Studio. Cái công cụ này nó sẽ giúp chúng ta thực hiện một số cái diễn hoạt dạng bản đồ khá là thú vị, sử dụng công nghệ 3D, hình chụp 3D photogrammetry của Google Earth để chúng ta thực hiện các cái cảnh 3D rất là hay ha. Rồi thì đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái Google Earth Studio. Thì các bạn tìm cái đường link lên mạng, các bạn đánh cái chữ Google Earth Studio, thì các bạn vào cái trang của Google Earth Studio, thì đây chính là cái trang mà chúng ta sẽ sử dụng. Thì đây là một cái công cụ của Google, và chúng ta có thể đăng ký để mà sử dụng cái công cụ này bằng cách là chúng ta bấm vào cái nút Try Earth Studio. Thì cái này là mình đã đăng ký rồi, cho nên là bây giờ mình sẽ vào cái trang để mà tạo cái project luôn ha. Rồi, thế thì ở đây thì để mà tạo một cái project mới thì chúng ta sẽ bấm vào cái nút là blank project và mình sẽ đặt cho nó một cái tên. Ở đây thì mình sẽ sử dụng là trái đất ha, còn nếu không thì các bạn thấy là nó cũng cung cấp chúng ta là mặt trăng và sao hỏa ha, nhưng mà ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng trái đất, các là hình chụp trên trái đất. Dimension thì chúng ta có thể quy định cái kích thước video của chúng ta. Ở đây thì mình sẽ để mặc định là Full HD 1920x1080. Duration thì chúng ta có thể quy định cái độ dài cái clip của chúng ta. Ở đây thì mình cứ cho nó là 500 frame được chưa. Frame rate thì mình sẽ quy định cho nó là 25 frame một giây. Và sau khi chúng ta set những cái setting này xong thì chúng ta sẽ bấm vào nút Start. Thì đây chính là cái giao diện của Google Earth Studio. Việc đầu tiên để chúng ta thực hiện một cái diễn hoạt dạng bản đồ 3D, đó là chúng ta sẽ tìm một cái vị trí. Thì chúng ta sẽ lên cái công cụ tìm kiếm ở phía góc trái này ha, chúng ta sẽ bấm vào đây và chúng ta sẽ đánh vào một cái vị trí nào đó chúng ta muốn. Ở đây ví dụ mình sẽ đánh vào chữ New York. Ở đây chính là thành phố New York được chụp bằng công nghệ của Google ha. Và các bạn thấy là khi chúng ta zoom vào á, và đây chính là cái bản đồ, và một cái điểm đặc biệt đây là cái bản đồ trong cái không gian 3D ha. Và chúng ta có thể dùng chuột trái để chúng ta di chuyển cái bản đồ được chưa? Chúng ta nắm, chúng ta di chuyển cái bản đồ, và chúng ta dùng chuột giữa để chúng ta xoay cái bản đồ trong không gian 3D. Thì các bạn thấy đây chính là cái thành phố New York nhưng mà ở dạng là 3D, rất là thú vị. Chúng ta zoom vào thì chúng ta sẽ thấy là các cái texture ở đây được Google sử dụng cái công nghệ là photogrammetry để mà áp dụng cái texture của các tòa nhà lên trên cái bản đồ của chúng ta, rất là hay đúng không? Và chúng ta có thể di chuyển xung quanh cái map để chúng ta xem các cái tòa nhà, các cái đường phố rất là tuyệt vời. Rồi, ở đây thì ví dụ là mình sẽ thực hiện một cái đoạn chúng ta muốn di chuyển một cái bản đồ đi từ cái một cái con đường nào đó đến một cái vị trí khác ở trong cái thành phố này ha. Thế thì ở đây mình một cách thực hiện rất là dễ, đó là chúng ta sẽ zoom vào cái vị trí bắt đầu mà chúng ta muốn, chẳng hạn mình muốn bắt đầu từ cái con đường này. Thì như các bạn thấy là khi mà chúng ta đã đưa cái camera đến cái vị trí chúng ta muốn ha, thì các bạn sẽ quan sát cái timeline của chúng ta ở phía dưới này, cái khu vực timeline này. Nó cũng giống như trong After Effects của chúng ta đó. Thì đây cái trong cái timeline này nó sẽ cho phép chúng ta tạo các cái keyframe cho cái video của chúng ta, cho cái camera của chúng ta ha. Thì để tạo keyframe ở cái vị trí đầu tiên này thì chúng ta chỉ việc bấm vào cái nút keyframe on attribute ở đây. Được chưa? Chúng ta bấm vào đây thì các bạn sẽ thấy là nó tạo chúng ta một đống các cái keyframe cho cái camera của mình. Tiếp theo, ví dụ chúng ta đi đến khoảng frame 200. Được chưa? Và sau đó chúng ta muốn cái camera của chúng ta nó sẽ di chuyển đến một vị trí khác thì mình sẽ di chuyển
cái camera, chúng ta có thể rotate cái camera, chúng ta di chuyển đến một cái vị trí khác mà chúng ta muốn, được chưa? Ví dụ ở đây đi, và đến vị trí này rồi thì chúng ta có thể đến vị trí này rồi thì chúng ta có thể tạo một cái keyframe nữa bằng cách là chúng ta bấm vào cái keyframe on attribute một lần nữa ha. Rồi thì sau khi mà chúng ta, các bạn thấy là chúng ta đã có hai cái keyframe ở hai cái vị trí thời gian ở trên timeline. Bây giờ chúng ta sẽ chạy thử cái animation này. Bạn sẽ thấy là camera nó sẽ di chuyển từ cái vị trí ban đầu đến cái vị trí cuối cùng của chúng ta ha, theo đúng cái vị trí mà chúng ta muốn. Ở đây mình sẽ zoom cái camera ra một tí, mình sẽ bấm key lại một lần nữa, được chưa, để các bạn thấy được cái cách di chuyển của camera trong không gian 3D của Google Earth Studio. Rồi thì các bạn thấy là như vậy, là với việc tạo hai cái keyframe như vậy, chúng ta đã có thể thực hiện được cái diễn hoạt rất là hay, được chưa? Rồi ở đây mình sẽ zoom ra một tí nữa. Ở đây thì các bạn thấy là cái bản đồ chúng ta hiện đang xuất hiện một cách là nó không có chú thích đường phố ha. Còn nếu mà chúng ta muốn có chú thích về đường phố thì chúng ta chỉ việc bấm chuột phải vào cái màn hình bản đồ. Ở cái dạng map style chúng ta sẽ chọn là everything. Thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ hiển thị chúng ta tên các con đường và các cái địa điểm ở trên cái Google Map. Chẳng hạn như là các cái quán ăn hay là các cái công viên ha, tên các công viên nó sẽ hiện ra cho chúng ta. Còn nếu mà chúng ta không muốn các cái tên này nó xuất hiện, nhìn nó có vẻ rối mắt quá, thì chúng ta chỉ việc bấm chuột phải một lần nữa, chúng ta chọn Max Style và chọn Clean, được chưa? Rồi một cái điểm hay nữa của Google Maps đó là một khi mà chúng ta đã có cái bản đồ dạng 3D này rồi, chúng ta có thể chèn vào những cái checkpoint, được chưa? Những cái checkpoint là những cái điểm trong không gian 3D của Google Maps mà chúng ta có thể sau đó chúng ta có thể dùng ở trong After Effects để chúng ta chèn vào các cái text hay là các cái yếu tố đồ họa mà chúng ta muốn. Thì để chèn vào một cái checkpoint chẳng hạn như ở đây thì chúng ta chỉ việc zoom vào cái điểm mà chúng ta muốn ha. Chúng ta bấm chuột phải và chúng ta sẽ bấm vào set checkpoint. Thì nó sẽ tạo chúng ta một cái checkpoint ở cái vị trí mà chúng ta vừa mới zoom vào. Được chưa? Tương tự như vậy, ví dụ chúng ta đến cái điểm cuối cùng của chúng ta, mà chúng ta có thể zoom vào và chúng ta bấm chuột phải chọn set checkpoint một lần nữa. Như vậy chúng ta đã có hai cái điểm checkpoint. Như các bạn thấy, một điểm ở đây và một điểm ở đây, được chưa? Nó nằm trong không gian 3D, các bạn thấy như vậy. Rồi. Bây giờ thì sau khi mà chúng ta đã thực hiện diễn hoạt xong thì các bạn có thể tùy chỉnh cái diễn hoạt của chúng ta cho nó mượt hơn bằng cách là chúng ta select các cái keyframe mà chúng ta muốn ha. Và chúng ta bấm chuột phải thì Google Studio nó cung cấp cho chúng ta cái tính năng Auto Ease để mà tự động làm mượt cái chuyển động camera. Thì chúng ta bấm vào đây. Thì khi chúng ta xem cái chuyển động thì các bạn sẽ thấy là cái chuyển động nó sẽ được làm mượt. Thì camera nó sẽ không dừng đột ngột nữa mà nó sẽ từ từ nó dừng lại, rất là mượt mà ha. Rồi sau khi mà chúng ta đã setting tất cả những thứ cần thiết ở trong cái project của chúng ta rồi thì chúng ta sẽ tiến hành bắt đầu là render cái project này. Thì chúng ta sẽ bấm vào cái nút render màu đỏ ở góc phải. Thì ở đây nó sẽ cho phép chúng ta xem review cái animation của chúng ta ha. Ở đây thì chúng ta có thể lựa chọn một là render bằng cái dạng là image sequence. Thì cái dạng này nó sẽ cho phép chúng ta render ở trên máy tính của chúng ta ha. Còn cái dạng thứ hai là render ra dạng video MP4.
thì cái dạng này nó sẽ render ở trên cloud, tức là render ở Google. Thì mình khuyên các bạn là nên sử dụng cái dạng là video MP4, tại vì nếu mà chúng ta render trên máy tính của mình á, thì mình có thử thì mình thấy là nó khá là lâu, không biết tại sao. Thực ra thì mình cũng nghĩ là render trên cloud thì nó tiện hơn. Ở đây thì mình có thể quy định cái số frame mà chúng ta muốn. Chúng ta đây ví dụ mình mình ghi từ 0 đến 200 thì ở đây mình sẽ đánh vào số 200. Và mình đánh vào cái dimension, được chưa? Và ở đây mình có thể chọn cái map style giống như hồi nãy chúng ta đã làm. Hiện tại là clean texture quality 2, được chưa? Rồi. Thì sau khi mà chúng ta đã setting tất cả mọi thứ thì chúng ta có thể bấm nút submit, được chưa? Khi chúng ta bấm nút submit thì Google nó sẽ tự động render cái này ở trên cái cloud. Và sau khi xong á thì chúng ta có thể vào cái cloud render của chúng ta. Thì đây chính là một cái project mà mình đã thực hiện trước đó. Thì sau khi mà render xong á thì chúng ta sẽ có một cái nút để mà download cái video của chúng ta ha. Cái nút này. Chúng ta chỉ việc bấm vào cái nút này thì nó sẽ download cái video của chúng ta, được chưa? Rồi. Sau đó thì để làm việc ở trong After Effects á, thì chúng ta như nãy tại vì mình có sử dụng cái gì? Mình có sử dụng cái checkpoint ở trong đây, đúng không? Đây, cho nên là để mà sử dụng cái checkpoint này ở trong cái không gian 3D á thì chúng ta sẽ cần một cái file After Effects. Cho nên là chúng ta sẽ vào một file ở đây. Chúng ta vào phần export và chúng ta sẽ export cái 3D tracking data, cái đuôi file là GSX. Và chúng ta sẽ đặt cho nó một cái tên ha. Và cái file type chúng ta sẽ chọn là After Effects. Được chưa? Và chúng ta sẽ bấm export thì nó sẽ export cho chúng ta cái file GSX. Rồi thì như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái công việc với cái Google Earth Studio. Ở đây tiếp theo thì chúng ta sẽ mở After Effects lên. Và mình sẽ để mà sử dụng cái file GSX mà chúng ta vừa mới xuất ra từ Google Earth Studio á, thì chúng ta sẽ vào phần file script, run script file ha. Và chúng ta sẽ tìm đến cái folder mà chúng ta chứa cái file GSX đó. Chúng ta chạy cái file này. Nó sẽ nói chúng ta là cannot find Earth Studio footage file, locate footage before proceeding, tức là nó muốn chúng ta tìm cái video được render ra từ Google Studio hồi nãy đó, thì chúng ta sẽ bấm yes và chúng ta sẽ tìm đến cái video mà chúng ta vừa mới render từ cloud đó. Chúng ta double click thì như các bạn thấy nó sẽ đưa cái video của chúng ta vào trong cái com After Effects của chúng ta, và ở trong cái com này các bạn thấy là nó đã tạo sẵn cho chúng ta các cái checkpoint, được chưa? Tương ứng với các checkpoint mà chúng ta đã tạo ở trong Google Studio, nó cũng đã tạo cho chúng ta một cái camera, được chưa? Cái camera này nó di chuyển theo đúng cái đường mà chúng ta đã di chuyển ở trong Google Studio. Ở đây là nó đã tạo sẵn chúng ta một cái text. Cái text này nó hơi to ha. Thì mình sẽ select cái text này, mình scale nó xuống. Sorry các bạn, máy bị crash một tí. Rồi thì mình đang nói là nó tạo cho mình sẵn một cái text. Thì ở đây mình sẽ cái text này nó hơi to nên mình sẽ scale cái text này nhỏ xuống ha. Scale các cái text mà nó chèn sẵn chúng ta xuống. Thì chúng ta sẽ thấy các cái text này nó nằm ở trên cái checkpoint của chúng ta ha. Để cho chúng ta biết là chúng ta có thể chèn vào các cái text hay là các cái yếu tố 3D vào trong cái cảnh quay của chúng ta một cách rất là dễ dàng nhờ vào các cái checkpoint này. Thì ở đây ví dụ chúng ta có thể chèn vào một cái hình, hoặc là ở đây thì mình có thể đánh vào cái text của chúng ta. Và cái text này là một cái text 3D cho nên là mình có thể là rotate text này. Được chưa? Các bạn thấy là nó sẽ
đi theo cái camera của chúng ta. Cái text thứ hai của chúng ta nó nằm ở đây, mình có thể di chuyển nó vào trong cái scene, di chuyển cái rotate cái text. Và như vậy các bạn thấy là cái animation của chúng ta đã hoàn thành xong, và chúng ta có thể đưa vào trong After Effects. Các bạn thấy là chất lượng render cũng khá là tốt, về những cái sử dụng cái photogrammetry, cái công nghệ photogrammetry của Google để nó áp dụng cái texture lên các cái vật thể 3D cũng khá là đẹp, đúng không? Đủ đảm bảo để chúng ta thực hiện một cái diễn hoạt khá là tốt. Và chúng ta có thể chèn vào các cái text hay là các cái hình ảnh element, các cái pin vào trong cái bản đồ của chúng ta dựa vào các cái checkpoint mà chúng ta đã tạo ở trong của Studio một cách rất là dễ dàng. Rồi, thì đây là một cái tutorial ngắn để giới thiệu với các bạn cái ứng dụng của Google Studio, một cái công cụ rất là hay của Google. Và mình hy vọng là nó sẽ giúp cho các bạn trong các cái dự án về bản đồ, hoặc là các cái cảnh quay nào đó cần cái thành phố, thì chúng ta có thể sử dụng Google Studio cho cái việc này. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại bạn trong các video tiếp theo.